Ý là các đêm về các ngày bắt hay là như thế nào hả? Ôi cái này là tôi lên trên, tôi đi Côn Sơn Kiếp Bạc xong tôi lên Ngũ Nhạc. Ngũ Nhạc xong bắt đầu là khi mà làm lễ, khi tôi làm lễ tôi cũng không xin gì. Không xin này, xong rồi có bao nhiêu người chứ không phải một mình tôi đâu. Đợt đi đi là đi đại hội tâm linh, nó tận tận các tỉnh từ trong Nam người ta ra mà. Thế là đi đi lên đấy cùng làm lễ ở trên đấy thì tôi nhận được linh, thì người ở giơ tay lên thì người cho chữ, về nhà con viết chữ đây, tôi cũng không không phải làm mê mà thanh thiên bạch nhật luôn, giữa trưa luôn ở trên Ngũ Nhạc. Khi nhà tôi mới đầu là một đám mây phủ đen ơi là đen luôn, che lắng cho tôi nhá, che cả cái chỗ đấy, có một mình mà tất cả đấy mà trời lắng lắm luôn ý. Thế xong khi mà xong thì là người ấy bảo khi trời quang mây tạnh thì người ấy bảo con giơ tay lên ta sẽ cho con chữ, về nhà con viết chữ để giúp đời. Đấy, thế là tôi giơ lên, hiện nay tay tôi vẫn còn còn hình Bồ Tát ở bàn tay này cơ mà. Thế xong rồi là đến viết năm 2008 thì là tôi bận quá thì là tôi xin nghỉ, thế từ đấy cho đi tôi có viết nữa đâu. Nhưng mà những cái chữ này già có biết là đọc không? Bây giờ đã học hết đâu mà người cho đọc được, À, không cho đọc, không cho tôi cũng không biết. Ừ, cái chữ này có phải là viết ban ngày đâu, toàn ba giờ 3 rưỡi 4 giờ tôi viết, viết đến 4 giờ 4 rưỡi thì thôi chứ có phải viết ban ngày đâu. cứ viết cái tầm đấy. Ừ, toàn viết tầm ý mà. Tắt bình ông lạnh đi em. Tắt bình ông lạnh đi. Tắt bình ông lạnh nhé. Ra tắt bình ông lạnh đi. Thế là lúc ấy là lúc là mấy giờ là già là viết từ tầm mấy giờ ra? Thường là từ 2 rưỡi đến 4 rưỡi. Từ 2 rưỡi đêm cho đến 4 rưỡi sáng. Thường là như thế. Nhưng mà con hỏi già một tí nữa là có người người dâu tác bạc phơ về người ta dạy hay là ai dạy già? Bây giờ không phải tôi thì tôi cứ ngồi trước cửa điện bắt đầu cứ như là người cầm tay để mình viết ý. Tôi có biết viết đâu. À, Nhiều lắm luôn, không phải là một quyển này đâu, tôi hẳn 8 quyển dày lắm. Từ cái lúc bắt đầu người dạy viết cho đến lúc chữ gần đẹp như này và đẹp hơn như này. Thế là như này cả. Chứ còn tôi thế xong bắt đầu là vì bận việc trần quá thế là tôi xin nghỉ. Tôi không viết nữa. trong cái dòng linh ấy, hôm đấy là nó có 4 người được hay 3 người được gì đấy, trong đó có mẹ và có 2 người nữa cơ. Đúng rồi, cậu biết là có một một cụ, gọi là một cụ ở Thanh Hóa, Một người còn cho cụ đi đấy, cả người người còn cho tôi về tận dưới đấy. Bà người đấy thì y xì như là hiện linh của cụ Phạm Văn Đồng, giống lắm luôn ấy, từ cái tác phong, từ cái đấy. Cụ với bảo là cụ vi lên nhà tôi rồi, cụ đến từ Thanh Hóa, cụ lên đây cụ bảo là biết là không có ai có thể viết được cái chữ này mà ngoài có 4 người thôi con ạ. Thế con cố gắng học đi, con cố gắng làm đi để sau này giúp đời, nhưng mà vì việc trần, vì các kiểu tôi xin thôi mà. chữ này nó có 4 người được biết, mà con nói cái già ấy là hiện giờ là con đang nói với cái người mà dạy già đấy, cái ngài mà đang dạy già đấy là đang nói với con 4 người, trong đó là có một nam 3 nữ, một nữ là trung niên, một nữ là trung trung tuổi, một nữ là ít tuổi lắm đấy. Một đứa trẻ Rồi. hôm đấy là đi chơi cùng nhưng mà tự dưng nó về, nó biết, nó về nó nói là có 4 người tất cả, nên là 4 người để viết được cái ngôn ngữ này, nên là hiện giờ là cái người này là người ta con gặp người ta, tức là cái vị mà đang nói chuyện với già đấy tự dưng là nói chuyện trong đầu con này, là tức là các ngài ở, ở trong 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 đầu của già đấy, là mấy bữa một trong đêm nay đến ngày mai là sẽ nói chuyện lại với già, kết nối lại với đấy, mà hai nữa là đưa cho già lốt cái gì đấy thì tí con đưa cho già cái chữ của con đang dắt cái này, mà trong đấy gọi là năm năm dòng 4 chữ,
mà già thì là con người không tham mà hiền lành, ăn ở đức độ hiền lành lắm, già chỉ vì chồng vì con thôi chứ già không bao giờ nói dối ai mà hiền lành cả đời luôn, mà già là người không mê tín nữa chứ. Nói chung là tôi cũng theo về nói đúng ra thì là cái này cũng là duyên này. Già già đang theo Phật nhiều hơn theo thánh, nên là con nói Người thật với già là duyên này. đúng rồi, nên là Người cái nhân lợ này, là con đang nói chuyện được với cái dòng linh này, với người này, người ta đang dạy già đấy, chứ người ta duyên. cũng quý già lắm, chứ người ta cũng cũng cái ngài ấy, ngài cũng 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 tức là ngài cũng vi vu lắm, những ngài cũng không không ấy cả. Ngài có nói với con tối nay đêm nay ngày mai là cho kết nối lại cái dòng linh này để thử lại, nếu dòng linh này không không đạt nữa thì thôi, còn nếu như cho đạt thì là cho người ta làm, chứ người người có tâm lắm, đấy là cũng không không tham một cái gì đâu, cái ghế này của ta không tham một cái gì đâu, tức là con gặp được cái dòng linh này là cũng cũng là cái căn nguyên nguyên của già thôi. Thế là cái đợt đấy là tổng là có mấy người ở đây đông, nhưng mà nó chỉ được bốn người được được viết cái chữ này thôi. Cái ngày ấy xuống xong bắt đầu về, bắt đầu từ đêm Cái đi hôm về một cái là đêm hôm đấy làm luôn mà. này nhờ cái ấy là của già ấy, là toàn bộ là chữ đấy, là thuốc ấy, quyển sách này toàn bộ về thuốc ấy, thuốc ở trên cái đồi Lam Tào Bắc Đẩu ấy, là bị thất truyền là từ thời nhà Trần, nên là xong nhà Trần ấy đánh giặc là lên đấy, là ngài gặp ngài Dược Linh ở trên núi, là ngài cho thuốc thuốc tiên để mà chữa lính ấy, cái này nó có sử tích trong nước Việt Nam ấy, nên là ngài mới cho già là chép lại toàn bộ cái chữ này của già là chữ viết về thuốc, tất cả những Bởi bài thuốc thuốc này là thuốc của ngày xưa, là của nhà Trần đánh giặc ấy, nên là lên trên đấy là xin bút cơ thiên đấy, là ngài về giáng để mà đọc cho để mà chữa bệnh ấy, bởi vì lính của nhà Trần là bị gì nhỉ, bị dịch không chữa được, thế là dịch ngài lên nhiều núi. lắm. Dạ Tôi cái đợt đi nói về đến Lam Tào Bắc Đẩu, lên Lam Tào Bắc Đẩu người cho không cho tôi về, rất khoát không cho về, không cho về. bắt ở lại đấy đấy. Mãi sau là người ta mới đưa được tôi về, xong rồi lên bắt đầu là Côn Sơn dập 100 lần lạy ở đấy, người bắt ra để làm việc cho người tôi rất khoát, tôi chỉ xin tôi làm việc trần thôi. Cuối cùng không, 6 người không canh tôi nổi, 8 người không canh tôi nổi ra cái chiếu đá ngày xưa ở trên đấy. Đúng rồi, thế là ghê gớm. Cho đi luôn, mãi về sau người tư tâm mà thôi, phải tư tâm xin là thôi con xin người, nếu là đúng là mệnh trời khó tránh thì thôi người có cho con biết dần dần tu dần dần. Thì là bắt đầu với 6 người mới khênh được tôi ra ngoài ấy nhá, dập đầu xuống đấy 100 lạy, có cụ cũng còn đưa các thứ giải hát phân, cụ 80 mấy tuổi mà hát từ trên cái chiều đá xuống dưới đất không cho đỡ, tới mức độ như thế cơ mà. Đấy cái năm 2004 à 2010 10 2000 đúng rồi 2004, thì là 2005 thì tôi đi lên đấy tôi vũ nhạc thì tôi nhận cái chữ về mà. Vũ nhạc nhận chữ về, và cái quyển sách này của già là toàn bộ là chữ viết, là chữ này nó nói về thuốc chữa bệnh, mà tất cả những bệnh nan y là nó nằm trong quyển sách này hết, bởi vì người mà vừa đọc cho con ấy là con tức là con nắm được cái câu chuyện này của già, là ngài nói là cái này là viết về lịch sử, là các tất cả các cuốn sách của các đời đời là để chữa bệnh, để giúp đời giúp giúp mọi người thôi, nên là các con cứ cứ lưu truyền lại, thì cái này là sau này những cái thứ mà con cần là nó nằm trong quyển sách hết, ghê gớm đấy già. Nhưng mà già có của báu này mà sao lại già không biết sử dụng, Việc mãi việc trần quá. con nói với già đây là báu vật đấy, nói chung là thứ già mà coi vứt ở trên bàn thờ bao nhiêu năm nay ấy, nó là rác đối với già thôi, bởi vì nó là không có giá trị gì, nhưng mà đối với con nó là báu vật đấy. Không phải không có giá trị, tôi nói rất nhiều các thầy đến nhà tôi rồi, Rồi. các thầy tu ấy đến nhà rồi mà người cũng không đọc được nha, và tất cả người ta bảo cái chữ này thì chúng người xưng bằng con, người xưng bằng tôi, người xưng bằng thầy cũng không ai đọc được, nói biết là
Chị người chị bảo các vị chị bảo với tôi là cái này nó là một cái bí quyết không thể nào đọc được, nếu nếu cô không đọc được thì không ai đọc được đấy, nó lại thế. Thế này thì con được biết nắm rõ là những bài thuốc để chữa những bệnh ở trên núi đấy, là có những bài thuốc ở chữa bệnh cho những người lan y ấy, là chuyên về những bệnh lan y mà không tìm ra nguyên nhân đấy, thì là thuốc sẽ chữa được 100%. Mà Rồi. các ngài là vừa cho con kết nối thôi, con mới được biết được cái này thôi, chứ con thật bây già là con không biết gì chữ này đâu. Tức là con đang nói chuyện bây giờ là con đang nói chuyện với nhiều một người nữa. Dạ, có hình dung ý con nói không? Hiểu chứ, vì tôi cũng biết điều này mà. Đấy, con cũng khổ tâm lắm, con đang nói chuyện với một người nữa chứ không phải nói chuyện với một mình già. Đúng rồi, Đâm. không sao cả. Vì nhận lệnh thì phải làm thôi, chứ còn cái này thì không ấy. Thế là già năm nay là tứ tầm là cũng tuổi về hưu rồi đấy mà vẫn còn còn khổ như thế này, khổ thân lắm. Căn quả này không ai sướng đâu, bởi vì những người căn quả là nghiệp cơ đầy kinh khủng lắm, nói chung là ai oán lắm. Cái này thuận không sao, không thuận thì con cái điên dại rồi bệnh tật rồi khủng khủng dở dở, không làm không được, cả ngày nói chung là khắc nghiệt đó. Nói tóm lại nó là như thế, biết không làm gì được, biết không tránh được cậu ạ. Rồi. Nhiều cái biết thực Nhưng mà tế, biết luôn, người chứ biết luôn không tránh được. con chỉ tiếc cho già là rõ ràng là già được nhận sóng linh tốt như thế mà già lại không 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 ra để làm việc thánh. Và những cái việc đấy nó đơn giản mà, cứ các ngài có bắt già như này đâu, già bỏ cái nhịp ý lãng phí quá. Tôi cũng âu cũng là tôi nghĩ rằng nó cũng chưa tới duyên đấy. Chứ còn tôi vì làm việc này thì kể cả đến bây giờ rất 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 nhiều, đây là tôi giấu việc của tôi làm, tôi có cho ai biết đâu, trừ khi quen biết thật sự tôi mới giúp thôi, chứ còn bình thường là tôi không cũng không ấy, tránh hết mà tùy tâm hết, không có vấn đề gì. Người ta sẽ coi như là mê tín dị đoan, người ta sẽ nói nọ nói kia rất là mệt. Vâng, thế đâm ra là không cần, không không nói không cần là không đúng, nhưng mà thật sự là kể cả tôi đi nói thì bảo cậu lại bảo là khoe, nhưng mà tôi cứ đến bất kể cả đền phủ to lớn đến mấy đi chăng nữa cũng người ta cũng coi tôi như là người người ở tại cái bản địa đấy, nhưng mà tôi không hiểu mà người ta nhìn tôi kiểu gì mà người ta cũng rất chi là cũng tôi đã từng có cụ 80 85 gần 90 quỳ lạy tôi, nhưng mà tôi sợ quá, xấu hổ quá vì cái tội ý đấy, nhiều cái lắm, nhiều cái Thì việc cái mình này sợ. nó không có cái gì cả, nhưng mà thôi già già cố gắng nhé, thương già vất vả. Con nói thật với già là chả biết giúp được cái già hay là như nào không, nhưng mà ông anh con thì ông bảo là đấy, giờ mẹ anh như thế thì mày xem cái công việc của mày, xem là mày có làm được cái gì thì nhờ gì thì mày cứ nhờ bà giúp cho, chứ bà không có vì tư lợi cái gì đâu, mà bà ăn nói hiền lành, bà lễ phép, mà ai nữa bà, tức là bà điềm đạm lắm. Để mày xem mày mày nhờ bà cái gì mày cứ thưa chuyện để tao điện cho bà. Chứ con nói thật đây là con bảo anh con ấy bảo là thôi anh ơi đừng điện gì cả, cứ lặng lẽ đi, để lúc nào duyên đủ thì em sẽ gặp. Chứ còn anh nói chuyện với bà một câu mà bà cho em gặp thì em mới thưa, chứ bà mà không cho gặp thì em không không không, không gặp bà đâu. Thế anh bảo không, Rồi. khác người ta lắm, mẹ anh không không có kênh kiệu như thầy bà đâu, nên không phải lo cái chuyện đấy. Chính xác là như thế. Nên là Ai cần giúp được tôi cứ giúp, chứ còn không cần người ta phải nhờ đâu. em cứ đến mà cứ nói chuyện với mẹ một câu thì mẹ ủng hộ ngay. Nếu như bà mà đã giúp được cái gì thì bà giúp, bà nhiệt tình lắm, bà không có lằng nhằng tiền nong hay là lằng nhằng một cái gì liên quan kinh tế đâu, nên là em không sợ. Em bảo em không sợ về tiền, cái việc này em vẫn đâu sợ. Những cái việc này là ấy, vừa mới nói chuyện với con thì con mới cái điện ngay cho anh ấy, bảo mẹ anh lên đấy thì đấy nói chuyện với mẹ một câu. Nếu mà mẹ mà giúp em thì em lên gặp, nếu bà già nhanh thì bà hiền lành, bà tuyệt vời lắm, chứ không 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 không, không tiền nong gì đâu. Thế là từ lúc đấy mà con nói chuyện với già thì tự dưng là trong đầu con này bắt được cái sóng linh như thế. Ngài bảo con đây là toàn bộ những sách thuốc mà được lưu truyền, được được cất giữ, bởi vì đây chỉ là cái lớp cất giữ mà ta đã dạy, nhưng mà ghế không chịu học, ghế sợ
ghế sợ, đâm ra là tức là cái ghế sợ không 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 dám học, nên là thôi bây giờ là cái việc duyên thì đến đâu thì tập trung đến đấy, no cho đến nơi chốn, thế thôi. Còn em con thì con thấy rằng là chưa có ý kiến gì với ai cả, góc độ gì cả, nhưng mà con thấy là các ngài thì rất là ủng hộ ra đấy. Từ nãy giờ là Vâng. những cái chuyện mà con được được nắm vào đây là thấy là các ngài cũng rất là ok luôn, không có vấn đề gì cả. Dạ. Rồi, cho tôi cảm ơn. Thế là mẹ như các ngài về là thường là cứ dậy bắt đầu từ 2 giờ đêm cho đến tầm 4 giờ sáng. Rồi, 2:30. Nhưng mà có bao giờ là nói cái ngôn ngữ gì lạ với mẹ không? Ôi, đợt trước tôi nhận Linh nói mà đến bản thân tôi không hiểu. Hay nói lắm, ngày xưa hay nói lắm. Rất hay nói luôn, chẳng qua bây giờ là cái từ ngày tôi thì không xin học thì không có tiếng lọ tiếng kia, chứ còn ngày xưa toàn nói tiếng khi mà làm lễ này, làm lễ xong một quả lễ, bao giờ kết thúc quả lễ thì cũng bao giờ cũng có tiếng của người. À, Tiếng lạ, tiếng lên lạ tiếng nói luôn. nói những ngôn ngữ kỳ lạ luôn. Đúng rồi. Bây giờ cậu ấy là tôi này nói đây này, người đại cho nói được đây À, này. Đấy. Vâng, chứ cái này nó không ngày đâu. tức là Vì là tôi toàn nhân lúc các ngài nói mới già luôn. mà. Tầm này các ngài đang đang nói mới già. Rồi, cũng đang nói bằng ngôn ngữ của người đấy. À rồi, con hiểu rồi. Dạ Đây, còn đây là chẳng, đúng như cậu nói là người bảo là tôi từ ngày tôi cũng không không học, tôi cũng không học gì, bởi vì là khi mà người cho học cái này không cưỡng được, cái lúc là tôi không cưỡng nổi luôn ấy, à rồi rồi mà không còn ngủ cả, khi mà tôi bán hàng xong cả đêm cả ngày tôi ngủ cả ngày, một ngày chỉ có ngủ 2 tiếng với tiếng rưỡi, ba nếu hôm nào nhiều lắm là 3 tiếng, nhưng không mệt không mỏi không làm sao ấy, mà không ăn gì, vài ngày không đói. Đấy, tôi mới đồng ý cơ mà. ngày không đói mà cũng không có một cái gì cả, cứ ngủ li Không có một cái vấn li đề gì. Ừ. như chết, ngủ như chết mà không biết một cái gì. Đúng rồi. Ơi, còn nói về ngủ à, tôi đi cung trời cung âm đầy đủ. Già cũng cũng là cái người từng trải cái gớm đấy, Nó. con không nghĩ được cái già mức lượng như này đâu. Ừ. Tôi ấy làm. Già cũng Cho tôi soi tôi xem, tôi không dám xem mà, tôi có xem đâu. là không 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 làm tâm linh, bởi vì nhiều người người ta sợ cái nghiệp để lại con cháu sau này nó mắc nghiệp nó khổ không gỡ được, đâm ra nhiều các cụ là như thế, là giữ lề giữ lối, giống như con bây giờ đến giờ cái việc mà làm tâm linh như xăm bói là con cũng bỏ. Thực sự ra cứ bảo ai đến thì cầu cạnh thì thầy xem cho em quẻ bói rồi cầu cạnh con lạy van rồi có van xin nó cũng cần. Tính con thì con lại không 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 câu lệ trong cái góc độ đấy, mà tức là con không 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 làm tâm linh nữa, tức là từ ngày là con biết cái hậu quả của nó ghê gớm như là con tránh hết. Con Không làm à, tôi chỉ thờ ở nhà thôi mà bằng người ta yêu cầu tha thiết cho bảo tôi đi làm lễ cho họ, tôi không có làm đâu, không bao giờ làm luôn, mình chỉ xin hầu cha hầu mẹ thôi, hầu Phật hầu Thánh thôi, làm sao cho giữ trọn đạo hiếu thôi, không thích là đi nhà này nhà nọ để là làm lễ hoặc để lấy tiếng danh thì nó không có đâu, tất cả để nói đây đây trước anh linh của tòa thiên của cha mẹ nhân tiền. Nói thật với cậu là người ta gọi tôi bằng cô là không được phép luôn, hoặc bằng thầy cũng không được phép luôn, trên tuổi thì gọi bằng chị, dưới tuổi thì gọi bằng em, không bao giờ được phép, không cho phép được khóc được hoanh hoang như thế được, À, tôi thì khác người. không già như thế là già có lề có lối rồi, con không chê già, già tuyệt vời đấy, già giữ Không được phép luôn thì thật. già mà tầm này còn giữ được lề giữ được lối như thế là quá tuyệt vời đấy. Nói chung là người tu được giữ đạo thì ít mà người láo toét đạo thì nhiều, xuyên tạc thì nhiều, nhiều khi nó mệt mỏi lắm già. Vâng. Con cũng cũng phải nói ghi nhận là già mà đến thời điểm này mà nhà vẫn còn thanh cao như thế thì là ok đấy, bởi vì là con gặp quá nhiều người quan tham quan dở có tí đồng tí bóng xong rồi nói toàn linh tinh mượn thần mượn thánh và nói chung là con mấy ngày nay con đau đầu lắm, con cũng chả giấu với mẹ đủ các loại chuyện, con hàng ngày con gặp đủ các loại ông bà tướng bà tượng rồi xưng vong xưng tướng xưng thần xưng thánh, nói việc tào lao lên xong bắt đầu nói chuyện tiền nong với con xong bắt đầu là
thật chưa đề công việc đến đâu đâu, chưa biết công việc có làm được hay không, thì phải tưng đây tiền là thì tôi mới giúp, vì cái này chữ thiên này là phải tưng đây tiền thì tôi mới mới ủng hộ trạng bắn cho tôi 50 triệu, thì tôi sẽ kết Rồi. nối cho với các ngài để mà các ngài làm lễ cho. Mà con nói thật với già biết, anh con trai của già đấy là người vì sao anh ấy lại người anh theo dõi con, thì lúc nào con sẽ nói chuyện riêng với già, thì anh ấy tại sao anh ấy là người người lại đi theo dõi con, thì anh ấy nói câu là anh rất quý mày, mày là con người thẳng thắn, mà nhà anh cũng là thật sự là gia đình anh thì là bố mẹ anh, mẹ anh thì không mê tín một tí gì đâu, mà anh thì thấy những cái việc mày làm nó đúng nghĩa, thế là anh rất là quý mày. Thế bây giờ là mày có cái việc này thì bây giờ mẹ đẻ anh như thế mà nói được những dòng linh như thế, thì bây giờ mày mày đến mày gặp chuyện nói chuyện với bà một câu, mày cứ đến mày trình bày với bà một câu đàng hoàng, thế là bà mà giúp cho thì giúp, chứ bà mà không giúp thì anh không biết, nhưng mà mẹ anh thì anh thấy bà già nhà anh nhìn thấy tuyệt vời lắm, không bao giờ lằng nhằng với ai cả, cũng là lấy cho ai một đồng tiền nào cả từ trước giờ. Thế bảo là thế mẹ anh như thế nào mà sao lại như thế, bảo mẹ anh ấy là ngày xưa là cứ đêm ấy là các ngài về xong rồi bắt bắt xong bắt đầu là tiên mẹ anh nói được, à mẹ anh viết được những chữ này, nhưng chỉ viết thôi, cứ đêm nào cũng ngồi viết khổ ơi là khổ. Thế đâm ra là con bảo như già có những dòng linh là tốt như thế này mà sao già này không biết tận dụng vào, thế có giải. Dạ Tôi nói thật, tôi đi làm, tôi đi các nơi là do tâm linh dẫn. Ví dụ mình cần đến chỗ nào phải đến. Đến đâu kêu cho dân là phải đến, chứ không phải tôi đi kêu cho bản thân tôi này. Tôi đi tất cả các nơi. Nếu mà đã đi đến đâu mà tôi không đi đông bao giờ. Tôi chỉ rủ vài người đi cùng thôi. Còn không bao giờ được cái phép đi đông. Nốn nháo nhộn nhạo và không có cái lề lép gì. Đến kính chả bỏ phiền không được. Bởi vì là có phải là tôi so với người làm tâm linh tôi là cái người đi ít nhất, tôi nói thật đúng rồi, tôi không hiểu đâu, không con đến đâu cái người gọi đến đâu là tôi đi đến đấy thôi. con thấy một cái điều lạ là già là không có cái từ là thầy bà ô tôi tớ gì, là con thấy cũng rất là Không đấy, có luôn. những cái người mà tu ở trong cái đạo mà tiên giới thì người ta có một cái giới định lắm, giới định ghê gớm lắm, nên là con cũng 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 hiểu được nhiều điều nhưng mà tâm lý thôi, nhưng mà không nghĩ là những cái người mà như già được đến bây giờ thì con thật có tí tâm linh là lại có tí tiền ngay. Không nhưng mà tôi nói đúng với cậu là nghèo lắm. Đây con nói chân tình từ già, già hiểu đấy là bản thân con như nào, con mới già thì sau này thì là già sẽ hình dung là con thôi, bởi con cũng như già thôi, con không có cái gì ý ác với ai mà cũng không bao giờ đòi hỏi ai một đồng nào cả, cái công việc của con thì con rất là vô vi, nhưng mong là già là thương với chúng con. Cái quyển sách đấy của già là con xin phép tí già cho con chụp lại một chút được không? Chú biết làm sao được, tôi nhiều lắm. Đây tôi chỉ cho, tôi chụp cho cậu một trang, hai trang đi nhá. Dạ, con chỉ xin già một hai trang thôi, bởi vì như này này, là nói Được thật rồi, với già thế là nào. chữ, những cái ngôn ngữ chữ này ấy, nó rất quý báu, Rồi. nó rất là quý Đây báu với chúng con, nên ra là với già thì có thể là già thấy rằng là nó là vô tri, bởi vì già chưa biết cái ứng dụng của nó khủng khiếp nó nằm ở đâu, như rồi. con bây giờ cái ứng dụng của nó nha thì nó nhiều công việc lắm, bởi vì Rồi 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 không có sao cả, nếu mà giúp được thì tôi sẽ cho. Còn đây là tôi cái trang này là hiện nay là tôi viết ngày 26 tháng 5 năm 2008, tức là ngày 29 tháng 6, đầu 26 tháng 5 năm Mậu Tý, tức là ngày 29 tháng 6 năm 2000 không trăm linh tám. Tôi sẽ cầm chụp cho cậu. Không có sao cả, cũng vì cái vấn đề này là có thể chia sẻ được vì không có vấn đề gì. Cái chữ này thì nó cũng là cái tôi không cho ai, bất kể ai có phải ai được sờ với quyển này của tôi đâu. à đúng rồi con hiểu mà, vì các Không ngài có ai được sờ cả. Chồng con cháu hôm nay thằng này nó tự động nó lên nó sờ vào, tôi phải hỏi mày sờ để làm gì thôi. à, Đến chồng cũng không có đồng cơ mà. Cái quyển này có phải ai được sờ tay vào đây đâu. Nói đúng một câu là như thế đấy. mèo vừa mắng anh ấy à? Em cứ ấy đi, xong rồi tí nữa anh chụp lại xong rồi anh chuyển cho em. Thôi thôi để tôi chụp luôn cho. Nhưng mà chụp bây giờ cái máy này của con nó khác cái máy của bà, Chứ máy không của phải mẹ đây này lấy máy của không, nhưng mày. mà tí nữa chụp là dễ hơn. Thôi 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 anh cứ bình tĩnh đi, anh bình tĩnh đi, anh như thế là Chắc anh là
đầu trang cuối rồi, thế là xong. Anh cho trang cuối cho bà quang cho sướng. Anh như thế là bà mắng chết đấy. Không phải đâu, cái bị vì là cái này nó không phải ấy đâu. Không, vì lúc nãy vào nói chuyện với em trước cửa điện đây, đang ngồi ở trong cửa điện nhà anh mà trên cha mẹ rồi người nói nhận được linh nhiều thì nổi hết cả gai ốc cay gà lên từ đầu đến chân, có điện chạy ở trong người em này. Em hiểu nhưng mà anh làm không xin phép bà già là cả ngày còn chết nên cẩn thận. Thì người đại xá thì anh trong tâm anh chỉ mong sao là cứu được người khổ độ người mê, tôi nói đúng là như thế. Chứ con cũng phải đơn giản cho mệt quyển này, có phải ai sờ vào của tôi đâu mà. Không được có luôn, có muốn xem, có người thì muốn xem, tôi không cho xem mà, bởi vì khó hiểu gì đâu mà xem. Đúng rồi. Gặp phải đúng già, nói chung là mẹ anh là nói đúng đấy chứ không nói sai đâu. Nói chung là mình nói cái gì thì nói, và trên đấy nó còn có các ngài ứng vào trong tất cả những nguồn chữ này ấy, là nó liên quan đến toàn bộ cái thời gian mà làm thuốc ở trên trên cái Lam Tào Bắt Đầu đấy, bởi vì trực tiếp vào trên cái ngũ nhạc đấy, nó thờ là toàn về năm phương năm hướng, nhưng mà thực chất nó lại thờ về năm vị thuốc bắc để tạo ra năm vị thuốc nam hay thuốc bắc gì để tạo năm vị thuốc, mà trên đấy là người lớn nhất trên cái ngũ nhạc ấy là người đang điều khiển bây giờ là chính là ngài Dược Linh, mà cái ngài cấp tức là tôi bây giờ nói thế nào thì em cũng không thể hình dung được nói thế nào để cho nó rõ được hết cái ngôn từ này, bởi vì nó toàn là các ngài, đâm ra là mình nói quá thì phạm thượng mà không nói đúng thì cũng phạm tội, thế đâm ra là thật sự với anh là bây giờ là để ơn rời, để các ngài che chở thôi anh ạ. Mẹ anh em chỉ tiếc thôi, mẹ là nhận được sóng linh mà mẹ này không học. Không, cái lúc ý thì anh cũng bé mà em cũng bé, em còn ít tuổi hơn anh. Đúng. Em bảo là 2008 hay 2007 thì lúc ý anh em mình còn đang ở đâu, còn bé còn đi học. Đúng rồi. Chưa đến như này. Cơ duyên bây giờ người cho gặp và để cho kết nối lại. Nếu mà đúng mà được đúng người đúng việc ấy thì mong sao là cứu đời cứu người, nhưng cũng chẳng mong cái gì hơn. Cái này mà em đang tìm ấy nó liên quan đến toàn bộ những ngôn ngữ, những chữ kỳ lạ này, nó có lý do của nó thôi, chứ không phải anh biết là những người thông minh thì không bao giờ đi làm những việc dở hơi làm gì, nó mất thời gian ra. Em trăm công nghìn thứ việc, em cũng có thời gian đâu để đi tìm những cái chữ này, mất thời gian của em ra, bởi vì em còn cái việc của em, nhưng đến lúc em phải đi tìm mà đi tìm. Anh có biết rằng là một tháng rưỡi, hai tháng nay là em không ăn không ngủ, gần như toàn bộ là ai có những nguồn thông tin này ở đâu là em đến tận nơi để em ấy. Nhưng mà duy nhất những dòng sóng linh thì hôm qua em nhặt được một dòng sóng rất tốt, mà trong đó là có người thứ hai nữa là mẹ anh, là kỳ lạ là mẹ anh cùng với em cũng cùng lên ngũ nhạc bị như thế. Em cũng lên ngũ nhạc, em bị như thế. Em lên ngũ nhạc xong em bị như thế, đâm ra là em mới tò mò cái việc này rất là lớn luôn. Bởi vì sao tò mò nào? Thứ nhất là nếu như cái dòng sóng linh này mà nó không trùng nhau thì làm sao bắt được băng tần của nhau. Thế chính vì thế là mẹ anh cùng với băng tần của em. Thế nên chính vì thế là em cũng rất là chú trọng cái việc của mẹ luôn. Và từ lúc đấy nói chuyện mẹ thì em cũng nói ra nguồn gốc. Và thời gian một có một thời gian là mẹ anh nói dạng như tiếng người cũng dân tộc ấy. Tiếng nói chung là nó không phải là tiếng quốc ngữ hay là thổ ngữ hay là cái gì thì em không hiểu lắm, chỉ biết rằng là mẹ nói những cái ngôn từ nói chung là nó khác người. Thế nhưng mà anh từ thời gian đấy giờ anh thấy mẹ anh có cái triệu chứng bệnh tật gì không? Bệnh tật của mẹ anh, bệnh tật gì bình thường ngay hỏi mẹ tôi luôn. Nói cho cậu biết là vì tôi không theo đâm giật trên đời này. Có ai có bệnh gì tôi có bệnh đấy. Cậu nhớ một điều như thế. À, con hiểu. Trên thế gian này ai có bệnh gì, ai có đau như thế nào là tôi phải đau trước. Được. Đau trước họ. Rồi. Nha. Con hiểu. Không phải những người khác đâu. Nhưng mà già chắc hỏi tế nhị già một việc nhé, là ví dụ như thời gian mà già nhận linh ấy thì là thời gian nhận linh từ lúc trẻ thì là tức là đi lên Lam Tào Bắt Đầu ấy là xong là già bị. Thế nhưng mà khi nhận linh ấy, già nhận linh ấy thì có ai về xưng tên xưng danh gì không? Về xưng tên có biết là ai không? Tiên ông. À, tiên ông. Tiên ông.
Thực ra con xin nói lại nhá. Con xin nói lại cho già nhá, là tiên ông về dạy đạo thần tiên nhiệm màu, bút tiên chứng cát huyền cơ nhiệm màu, mà chính người đấy là hiện giờ đang dạy con. Đấy, già như thế là có duyên với sư phụ rồi. Thế nhưng mà sao già này bỏ dở quá, phí quá. Bởi vì là ngay cái 3 năm sau thì người đó nói luôn với tôi rằng là nếu con không học, ta sẽ cho người khác học ngay từ ngày đấy cơ mà. Đúng rồi. Có phải không? Tôi toàn nhận linh thôi. Già, tiếc tôi già quá, già mà chịu học một tí đi thì già cái gì giờ, già đỡ khổ mà. Nói chung là già, chú là tầm này già sướng lắm. Nếu mà thế đây, tôi cũng bảo tôi à. Bởi vì khi tôi mở cửa, người đã cho tôi là cửa thần y mà. Ngay cái lúc tôi mở cửa là người đã cho tôi là cửa thần y mà. Tức là cửa thần y chuyên về thuốc. Người đã cho tôi là cửa thần y mà. Các ghế khác đến đây làm lễ cũng bảo đây là cửa thần y. Cứ không phải một mình tôi đâu. Thôi cố gắng, hôm nào tầm mùng 2, tầm 2 hôm nữa con lên với già, già trên Hà Nội đúng không? Đúng rồi, thế bây giờ cậu đang ở đâu? Con ở Hải Phòng. Hải Phòng. Con cũng chả giấu gì già, là hiện giờ là con nói thật với già là con gớm thịt đấy, không phải là dễ thịt đâu. Mà trong thế giới tâm linh thì con cũng nói chung là không ai vượt qua con ở góc độ của con. Nhưng mà con già biết là tự dưng các ngài bắt con đi tìm hiểu về tất cả những ngôn ngữ chữ này nó khổ quá già. Con nói với già biết trăm công nghìn thứ việc, còn những việc to việc lớn nữa chứ không phải là một mình cái việc này đâu. Mà con bây giờ con đang làm những cái hệ thống thì chỉ anh hiền nhà mình anh ấy biết mà. Con không tiện nói ra, nhưng bây giờ con đang trong công việc bây giờ như chủ tịch của một tập đoàn, bây giờ già biết nó bận như thế nào, nghìn thứ việc vào rồi. Nghìn thứ việc vào người mà bây giờ cái gì cũng đến tay con, mà trong cái chuyện này thì con có thật với già biết. Con cực kỳ là ngại, thứ nhất là nếu đúng thì không sao, sai thì tự dưng là con thành thằng mày mõm. Mấy các ngày là chết, là con rất sợ. Con cực sợ luôn. Chính từ hôm đấy giờ là con nói với già biết là con ngại. Mà bây giờ thì tự dưng mà con lại dính vào cái chuyện này mà con không giải mã được hết cái lệnh này ra thì con cũng chết. Con nói không có đường lùi. Không có đường lùi. Con nói với già biết là bây giờ là con đang nắm trong tay là hơn 20 người ngoại cảm. Mà con bao nhiêu người đang ở với con cơ. Con nói chung là trong thế giới con khá là ổn đấy. Thế nhưng mà các ngài giao cái nhiệm vụ này là gần như con đang tắc. Mà con thì đang rất cần muốn học được cái chữ này đến nơi đến chốn. Con muốn học lắm. Mà học nó khó ơi là khó, khó như điên rồi. Từ ngày học đến bây giờ là con chưa được một ngày nào con yên cả. Mà con cũng mong muốn là bây giờ là kết hợp được với một người là về để mà cùng nhau để mà gỡ cái việc này ra cho nó được công một việc. Thì sư phụ có nói là các đồ nhi của ta ở dưới trần còn nhiều người còn đang học. Và nhiều người còn nhiều các đồ nhi người ta rất có tâm để tu đạo. Con tìm đi là tệ khắc người ta sẽ tìm đến con và người ta sẽ giúp con. Những cái chữ này của ta tuyệt đối là đưa cho các con ta là các con ta sẽ biết là chữ gì. Thế hiện nay là tôi bị nói chung là mình gọi là bị bỏ dở ấy. Đâm ra tôi người không cho đọc. Không có những chữ mình biết nhưng mà có những chữ người... không, mình không hiểu được cái chữ của người. Không phải là già không hiểu được mà già chưa đến lúc già hiểu thôi. Bởi vì đây rất nhiều chữ tượng hình. Già đến ngày đến giờ như là già sẽ hiểu được câu chuyện của già. Nói thật với già biết là câu chuyện của già nó không thể một ngày được mà nó phải thời gian. Nó phải ngày giờ nên là cứ từ từ từng nấc một, chứ bây giờ mà đòi hỏi một phát mà được ngay thì khó lắm. Nó như cái này nó vô vi lắm nên là không thể nói bằng mồm được mà phải bằng hành động. Nên là con nói với già biết là thôi cứ để thời gian già. Con hôm nào con sẽ lên với già, con trình bày với già câu chuyện, đầu đuôi câu chuyện nó ra sao thì con sẽ trình bày nó có câu chuyện, có kết cấu của câu chuyện thì già sẽ rõ cái câu chuyện đấy nó đi vào đâu, phải đến đâu để giải quyết hết câu chuyện. Rồi. Thế còn nếu mà đúng ra đây nói theo như là về tâm linh như tôi này, cậu có muốn thầy cái gì thì thầy cậu phải lên núi nhặt, cậu xin lạy. Con bây giờ thì đang trong sự là bây giờ là nói chung là gieo cái chuyện này nhờ già giúp con, mà già giúp con được nhá, thì ra những bài thuốc nhé. Bây giờ là các ngài nói con như thế này,
tất cả những người bị bệnh đều có thuốc chữa, và các ngài sẽ ứng thơ và ứng viết chữ tiên cho, và con tìm những người đấy kết nối vào và cùng với con kết hợp để viết ra những bài thuốc để cứu người ta, cứu chúng sinh. Thế con có làm được việc này không? Thế con mới nhận cái việc này, nhưng mà từ khi lúc con nhận đến giờ là gần như là con không thể giải quyết được cái việc gì, vì nó thật mới già nó quá khó. Không hề cái này khó bằng từ đường lên trời đấy. Con nói mới già, biết là từ ngày đấy đến giờ là con phát khổ luôn, như con 1-2 tháng rưỡi này là con đi vào cái con đường này nó mệt mỏi quá, nó mất nhiều công nhiều của nhiều tiền lắm, con để già mất nhiều tiền kinh luôn, mất rất nhiều tiền. Nói chung là tên là toàn đi là phải bỏ tiền túi ra, xong tiền ăn tiền uống tiền xe tiền pháo rồi tiền gặp người ta. Nhưng mà con gặp có 2 người thì con thấy ok, đó có già mấy một người hôm qua con gặp thì con thấy ok, còn đâu mấy người còn lại thì người ta câu trước câu sau người ta tiền ngay. Có những người bắt con chồng 50 triệu ra bắt đầu để làm. Làm cái việc này không phải là tiền được cậu ạ. Tôi nghĩ rằng những cái việc này, việc tâm linh, cái thứ nhất, cái việc thứ hai là việc được chấm định rồi mà dùng tiền để nói chuyện thì tốt nhất là không 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 làm được. Tôi nói thật. Con cũng không giấu gì, già thì đấy, người ta bắt con chồng 50 triệu mà con thì con nói thật mới già, biết tiền con nghèo lắm, con chả có tiền cả. Con khổ lắm, con nghèo, con chả có tiền gì, ngoài suốt ngày người ta nhắn tin người ta xin tiền con thôi. Con thề mới già, con nói thật, con không nói dối, già ngày nào cũng người ta cũng nhắn tin để xin tiền con, mà con có phải là người có tiền đâu. Con cũng khổ, lao động từng miếng cơm manh áo mới có cuộc sống mới có ngày hôm nay, nhưng mà phải lao động cật mặt ra mới người ta nghĩ con nhiều tiền lắm của, rồi Trạng bắn cho tôi 50 triệu, 50 triệu đi để tôi giải quyết việc của Trạng phút mốt, mà con nói mới già biết đấy. Tiền cái việc của con ấy cứ được việc đi, thích bao tiền cho bấy nhiêu, chả thiếu, con không thiếu ở góc độ đấy, nhưng xong việc của con. Nhưng mà đây là chưa nhà mày biết mình làm được hay không, việc làm đã như nhà mày bắt bắn cho 50 triệu người thì 30 triệu người 50 triệu con nói nghe phát buồn cười, mà con nói với già biết được, con không tiện nói về thân phận của con nữa, nhưng mà làm được việc con không 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 rồi không không tính đến tiền. Tức là con không không quan tâm đến tiền nữa, để cho nó đau đầu đi. Vì là cái việc tâm linh này làm sao mà đòi hỏi về tiền. Tôi nói với cậu biết là những cái việc này nó rất là, thật sự mà nói là nó phải xuất phát từ cái tâm, mà xuất phát từ lòng trung thành. Chứ còn bây giờ mà lại nói về việc trần thì không làm được đâu cậu ạ. Tôi nói thật. Đây là tôi nói với cậu, đây là không phải là để tôi lấy lòng cậu hoặc là để tôi tô vẽ, nhưng nếu mà là nói về làm tâm linh mà đòi hỏi tiền là không có đâu, là không đúng đâu. Đây là nhất mẹ, là về việc tiền là không không được đâu. Mẹ con mình thì không có vấn đề gì góc độ về kinh tế, nhưng mà cũng nhiều người người ta nặng nề về kinh tế, ví dụ như phải có tiền thì mới làm việc được. Đấy con cười, con nói với già biết đấy, con cười thôi. Con ngồi con cười, bảo mẹ ông bà chưa biết tôi là ai rồi, thì mẹ tôi là thần tài sống của mọi người đấy. Mẹ tôi đang là thần tài sống đi mẹ mày của mọi người đấy. Tôi nói ông bà biết gần tôi đâu, ông bà đến xong công việc ông bà cần cái gì tôi cho đấy. Nhưng chưa xong việc của các ngài thì đừng hỏi xin cái gì cả. Mà tôi là đang là thần tài sống của các ông các bà đấy. Mẹ các ông các bà mà mẹ mày có thích giàu hay nghèo là do tôi quyết đấy, chứ không phải là ai quyết cả. Thế con ngồi con mới nói đấy. Thôi con cũng rất là vui hôm nay gặp được già. Rồi. Sao già cho con xin tầm 15 âm này con bận rồi. 16 này con xin phép con lên tận nhà già, con trình bày với già cho dễ. 16 con không có nhà. Thế thì già 16 cho con... nhà. Thế thì già hôm nào già có nhà để con lên con gặp già. 17, 18 này con bận. Bởi vì là con rồi. Vụ của con rồi. Bởi vì con còn đang công tác với hội đồng của con nữa. Rồi rồi không có vấn đề gì. Bây giờ như thế này. Tôi thật sự với cậu là cậu cứ cho cái lịch, cậu cứ thí dụ ngày mai cách đấy 2 hôm cậu bảo là ngày kia cháu lên trên đấy với cô được không, thì nếu tôi bảo được thì được, còn bây giờ bảo tôi hẹn thì cậu là cái người đa năng nhiều việc thì cậu, rồi tôi để cho cậu nhận giờ nhận ngày, còn tôi thì cái vấn đề này tôi không quan trọng đâu. Dạ. Tôi vì khi về làm cái việc tâm linh bất kỳ việc gì là tôi dẹp hết được mà, không sao. Dạ. Chứ không phải tôi như người khác mà cầu kỳ các thứ đâu, không có đâu. Dạ. Ừ. Bây giờ cầu nhiều việc tôi cho cầu sắp,
Thí dụ cậu, thí dụ như hôm nay cậu bảo 16 cậu đến thì tôi bảo là 16 tôi còn bận rồi không thể làm được, không không gặp được thế chẳng hạn, Dạ. thì để ngày khác thế là được, không có vấn đề gì nhá. Dạ. Thế rằng là phải thương thương con tí nhá, việc của con là để tâm con tí nhá, già nhá. Rồi rồi rồi, được Bởi vì con nói thật với già là thôi thì cái nghiệp duyên của con nó nợ các ngài, thì đến ngày đến giờ thì già yêu con cái là già để tâm cho con cái việc của con cũng khổ lắm, không sung sướng gì cả, tự dưng bao nhiêu công việc của con nếu nếu mà làm việc này đừng dùng từ khổ hay sung sướng, không bao giờ được dùng từ đấy nhá. con nói với già là bây giờ như Tôi nói là tôi ấy không bao giờ tôi dám nói cái câu đấy, bởi vì rằng là làm cái này không phải là mình kêu khổ, người ta cũng không biết mình khổ mà kêu sướng, người ta không biết sướng, là có điều chỉ có mình mới biết mình thôi. Kể với người ta, cười với người trần làm gì cho nó ấy. Mình bất kể tôi làm cái việc gì là tôi còn giấu người trần để chỉ cần bề trên biết mình làm cái việc ý thôi, có lời lạc là được. Tôi không cần phải khoe với ai, mà tôi không cần phải nói với ai, mà tôi không cần phải bảo là thế này thế lo thế lo, không có và không bao giờ có đến giờ phút này. Còn sau này thì đấy mình chưa nói được, nhưng đến từ ngày đến bây giờ là tôi chưa bao giờ dám nói một câu gì. Còn kệ tôi làm gì, là việc là bề trên dẫn dắt tôi làm, ai có nói gì tôi thôi, công việc này việc bề trên sắp xếp thì mình cứ làm thôi, cứ không bao giờ tôi nói, giờ tôi nói sướng cả. Nên cậu bớt đi câu sướng khổ đi nha. dạ con nghe con rút kinh nghiệm. Dạ Rồi đừng có giờ kệ với người giờ người người trần, người ta nói tốt nhất mình không trả lời người ta thế là xong. dạ Và con hiểu ạ. cái này tôi không thu xếp được, hoặc là cái này tôi chưa thấy hợp lý thế thôi, đừng có nói khổ với sướng nha. Dạ cũng con sẽ không kêu cái việc này nữa, bởi vì là con sẽ nghe già, và tuyệt đối nữa là cái việc của con là con cũng sẽ tập trung cái công việc, cũng cũng thưa chuyện với già là cũng cũng áp lực lắm, bây giờ là cơm áo gạo tiền một đống công việc nên bắt buộc là phải xen kẽ ba bốn cái việc cùng một lúc. Là như thế mà, bởi vì tôi kể cả cậu cũng nói tôi biết cậu rất nhiều việc, Con thì rất nhiều người phụ thuộc vào cậu, người đâm ra là mình có đứng vững thì người ta mới có miếng cơm manh áo được, nên cậu cũng phải cố gắng trong cái việc tâm linh này. Thì mình đi cũng như cậu bảo tôi là bước một ý, đấy thì nó cũng chỉ cần đi bước một để mình đến tới cái đích nó chắc nhất, đúng nhất và hợp lý nhất. Nên cậu nhớ điều này. Bây giờ cậu, tôi nói cho cậu biết là nếu cậu nghe muốn nghe thuyết pháp, tôi sẽ dùng việc thiên, tôi sẽ nói với cậu. Còn thì quay nói đi ngồi đâu, tôi người ta bảo tôi là làm lắm luật thiên mà, thế đâm ra là tôi nói yên tâm đi, kể cả giám đốc lên đại đại đức tôi cũng vẫn, hoặc là từ cái em bé tí 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 tôi cũng nói chuyện được. Nên thôi bây giờ thì là bận rồi thì thôi nhá, xin chào, lúc khác lại gặp lại nhau nhá, nhào ra bye nhá. bye. Dạ. Rồi chào Dạ. rồi. Mình tìm được, và bây giờ hiện giờ mình đang chat với một người bên Mỹ. Người ta nói một cái dòng sóng linh với mình là vừa rồi là người ta mơ thấy mình cách đây tầm 3 ngày. Đấy là người ta đang mời mình sang Mỹ. Và người này là một doanh nhân. Tự dưng cứ mơ mình ở Việt Nam có chạm. Và người ta lại có một cái câu nói nữa là vừa rồi là mình đang chat với người ta, thì là người ta đang bảo mình thì hiện giờ là mình cũng sẽ thu xếp nói chuyện với người ta tiếp, còn là người ta mời mình sang bên kia để nghiên cứu cái gì đấy mình cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà bây giờ thì mình cũng 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 không không nhiều thời gian nữa rồi, và tập trung cái việc chính của Phụ thôi. Anh em nào biết những nguồn thông tin này thì liên hệ cho Phụ nhé, bởi vì mình cũng đang rất cần, cực cần luôn đấy. Thôi chào anh em.